Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay tiếp tục với cần câu để cho mọi người xem và mua nha. Đầu tiên là một cây cần tay của Daiwa nha mọi người. Cần tay Daiwa. Hôm nay có cái độc to thế. Không biết có bị hạ độc không. Đây. Đầu nghe. Mình bật cái điện nữa. Đây nha mọi người, đầu này. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm, sáu. Sáu lóng nha mọi người. Đấy, đọt to đây. Cái cần này hiện tại đang dài 4m7, thu vào là 91cm, đọt là 1,9 ly, cân nặng là 200g. 200g nha mọi người. Số 1. Số 1. Cây này 100. Số 1 100 nha mọi người. Số 2 là một cây cần kinh tinh. Này, hôm nay toàn cần tay phíp thôi nha mọi người. Đấy. Đọt của nó này. Ok. Một lóng. 2. 3. 4. 4 lóng nha mọi người. Cần này hiện tại đang dài 3m6. Thu vào là 1m02, đọt là 2,1 ly, cân nặng 220g. Cái này cây số 2. Số 2. Cây này 101. Số 2 101 nha mọi người. Số 3. Này. Cái này. Cũng cần tay nha mọi người. Đấy. Đọt này. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng. Cần này dài 4m. 4m. Thu vào là 92cm, đọt là 0,9 ly, cân nặng là 200g. Cái này cái số 3. Số 3. Cây này 101. Số 3 101 nha mọi người. Số 4 là cây cần này. Đây. Đọt. Này, cái cần này cái ngọn nó bị đọt tháp chỗ này gãy rồi nha mọi người. Gãy rồi. Để mọi người cắt ra thay nhé. Ok. Thay hoặc là hạ đọt xuống đây cũng được nhé. Đấy, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng. Năm lóng nha mọi người. Cần này dài 4m rưỡi, thu vào là 1m02, đọt là 0,7 ly, cân nặng là 160g. Đây là cái số 4. Số 4.
60.000. Số 4 60.000 nha mọi người. Đây. Số 5 là một cái cần tay lóng dài thân nhỏ nha mọi người. Này. Đọt của nó. Ok. Một lóng, hai lóng, ba lóng nhé. Cần này hiện đang dài 3 mét, thu vào là 1,08 m, đột là 0,9 ly, cân nặng là 80 gram. Cái này cây số 5, 60.000. Số 5, 60.000. Số 6 là một cái cần tay. Đây. Này, cái mặt này nó hơi bạc bạc nhé. Mặt này nó bạc bạc rồi nhé. Đấy, cần tay lóng này thì cũng nhỏ thôi. Thân nhỏ lóng dài nha mọi người. Đấy, đọt của nó. Ok, 1 lóng, 2, 3, 4, 4 lóng nha mọi người. Cần này dài 3,6 m, thu vào 1 m, đọt là 1 ly, cân nặng là 120 gram. Cây này cây số 6. Đó, cái này 70.000. Số 6 70.000. Số 7 là một cây cần Olympic. Đây, lóng ngắn nha mọi người. Lóng 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 lóng nha mọi người. Đây, chỗ này nó có mẻ này, chỗ này mẻ này. Đấy, về mọi người quấn nhựa ở đây nhé, quấn nhựa ở đây. Quấn nhựa ở đây gia cố lại là ok nha mọi người. Quấn dây nhựa tới đoạn đây là gia cố nó lại là được ok. Cái này đang dài 4,3 m, thu vào là 55 cm, đọt là 0,94 ly, cân nặng là 180 gram. Cái này cây số 7. Số 7 60.000. Số 7 60.000. Nó bị cái nắp chỗ này hình như nó bị tụt ra, mọi người về dán lại nhé. Có quấn keo ra giữ đây. À, lúc nãy không biết cây số 1. Số 1 lúc nãy cái nắp đít này nó bị bể nha mọi người. Nắp cái chân gần này nó bị bể nhé. Này. Tiếp theo là một cây cần tay lóng ngắn, thân thì vừa phải đây, so với ngón tay mình này. Cây này hiện tại đang dài 44. Đây, đọt của nó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 lóng nha mọi người, 15 lóng. Tất cả. Cái này hiện tại đang dài 4,4 m, thu vào là 39 cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng là 210 gram.
Đây là cái số 8. Số 8, 9, 10. Tiếp theo, đây cần tay số 9. Đây, đầu của nó có đầu lớn nha mọi người, đầu lớn nha. Này đầu lớn nè. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người. Đấy, bốn lóng. Hiện tại nó đang dài 3m4 này. Thu vào là 1m02, đột 2 ly, cân nặng là 140g. Cái này cây số 9. Cái này 80. Số 9 80. Số 10. Tiếp cây cần tay này. Lóng cũng nhỏ nhỏ thôi nha mọi người này, nhưng mà đọt to nè. Ok, một lóng, hai lóng, ba lóng thôi nha mọi người, cái này ba lóng thôi, đọt to. Đấy, hiệu gì đây, super gì đây. Thằng này hiện tại đang dài 2m6, thu vào là 1m05, đọt là 2,1 ly, cân nặng 80g. Cái này cái số 10. 80. Số 10 80 nha mọi người. Số 11 là cái này. Cần tay này. Đấy, tất cả gần tay hôm nay chất liệu đều khít nha mọi người. Chất liệu khít nha mọi người. Đấy. À, cái cần thì cái nắp chân cần nó bị vỡ dưới này nha. Nắp chân cần bị vỡ, mọi người về lấy thu dán lại nha. Đấy, đọt của nó. Đọt của nó thì bị gãy một tí thôi nha. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người. Cần dài 3m4, thu vào 99cm, đọt là 1,4 ly, cân nặng là 100g. Đây là cây số 11. Lại cần này. Đấy, ngoại hình nó hơi xuất sắc, tróc tróc sơn nha. Cần tay 4m5. Đây. Đọt. Một lòng, hai, ba, bốn, năm lóng nha mọi người. Đấy, phía trong thì còn khá là đẹp, chỗ phía ngoài là nó hơi tróc tróc như thế này thôi, không sao vậy nhé. Cần này dài 4m5, thu vào là 1m02, đột là 1 ly, cân nặng là 220g, 220g nhé. Cái này cây số 12.
Đây, số 13 là một cây cần tay Cosin. Đấy, chất liệu là fit với nhau rồi. Đo thì cục có 24V đấy, 24V thì còn sai được không? Thứ tình nhớ là thử, không thấy nó chạy. Một, hai, ba, bốn, năm. Năm lắm nhau rồi. Cần dài 4,5 m, thu vào 1,02 m, đầu 0,7 ly, cân nặng là 160 g. Cây này cây số 13, 90.000. 13, 90.000. Cần tay chất liệu phíp. Đây, đọt của nó. Một lóng, hai, ba, bốn, năm lóng nhau vừa. Năm lóng. Cái cần này dài 4,4 m, thu vào là 1,04 m, đọt là 0,8 ly, cân nặng là 180 g. 180 g nha mọi người. Cái này cây số 14, 90.000. 14, 90.000. Một cây cần tay Olympic, chất liệu phíp luôn nhé. Đây, đọt của nó. Một lóng, hai, ba, bốn, năm. Năm bóng nha mọi người. Cần dài 4,4 m, thu vào là 1,02 m, đọt là 0,8 ly, cân nặng là 200 g. Cái này cây số 15, 15, 80.000. 15, 80.000. Là một cây cần tay Olympic, chất liệu fit nha mọi người. Đấy, đầu có bằng kim loại này. Đấy, đầu. Một lóng, hai, ba, bốn nha mọi người, bốn lóng tất cả. Cần dài 3,5 m, thu vào là 99 cm, đọt là 1,5 ly, cân nặng là 140 g. Cái này cái số 16, 100, 16, 100. Số 17 là một cây cần tay lóng thì vừa phải. Đây, lóng một hơi ngắn nhé. Lóng này chắc cỡ 5 mấy cm, 5 mấy cm. Thân này, thân của nó này. Đây, lóng. Đọt của nó đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 lóng nhé.
cần dài 5m2, thu vào là 55cm, độc là 0,9 ly, cân nặng là 240g. Cây này cây số 17. Số 18. 18 là một cái cần tay Ryobi Made in Korea. Đấy. Cần này thì lóng dài nhé. Đây đọt của nó đây. Một lóng, 2 3 4 5 5 lóng nha mọi người. Cần này dài 4m, thu vào là 1m03, độc 0,6 ly, cân nặng là 210g. Cái này cây số 18. 90.000. 18, 90.000. Tiếp theo cần số 19 cũng là một cây cần tay đấy, ok, chất liệu phíp, cái đọt của nó bị hạ đọt rồi nhưng mà khá là to nha mọi người. Đấy. Một lóng, 2 3, 3 lóng, 4 lóng, 4 lóng tất cả nha mọi người. Dài 3m4, thu vào là 1m02, độc là 2,3 ly, cân nặng là 140g. Cái này cây số 19. 70.000. 19, 70.000. Là một cây cần tay hiệu Ebisu. Đây, đào có bọc kim loại nhé, chất liệu phíp. Này, đọt nó bị gãy một đoạn rồi nha mọi người. Đây, một lóng, 2 3 4 5 6 7 8, 8 lóng. Tám lóng nhé. Cần dài 4m3, thu vào là 70cm, độc là 2 ly, cân nặng là 200g. Nó bị bể cái nắp chân cần nhé. Thì dán lại chỗ này. Đây là cây số 20. Đây này 70. 20, 70.000. Số 21 là cây cần này, cần tay lóng vừa phải, lóng dài đây, cân vừa phải. Đây đọt của nó, một lóng,
cái lóng thứ hai này nó bị gãy, người ta nối ra rồi nhưng mà lóng thứ hai bị gãy người ta nối rồi, về mọi người có thay hay là nhưng mà vẫn sử dụng được bình thường nhé. Ok, 2 3 4 5 6 6 lóng nha mọi người. Cần dài 4m9, hiện tại đo đang là 4m9, thu vào là 1m04, đọc là 1 ly, cân nặng 240g. Cây này cây số 21, 21, 60.000, 21, 60.000. Cái này cần tay, lóng dài, thân vừa. Đấy, đọt này. Ồ, khá là cũ với bị bạc rồi nha mọi người. Đây, khá là cũ với bị bạc rồi nè. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn, năm, sáu lóng nha mọi người. Sáu lóng. Cái này ở bên trong cũng nhìn khá là bạc rồi. Dài 5m4, thu vào là 1m06, đọt 0,9 ly, cân nặng là 260g. Cây này cây số 22, 22, 60.000. Là đây cái cần này, chất liệu phíp nha mọi người. Đấy, cần tay hôm nay toàn bộ chất liệu phíp này, đọc này, 1 2 3 4, 4 lóng nha mọi người. Cần này dài 3m3, thu vào là 99cm, đọc là 0,9 ly, cân nặng là 120g. Cây này số 23, 23. Cây này 80.000, 23, 80. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ giúp mình số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng rồi, đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình với ship code nha mọi người. Và mọi người trước khi nhận hàng thì mọi người phải mở hàng ra kiểm tra xem cẩn thận xem có bị sai sót gì so với trên video hay không, hoặc là bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển hay không nha mọi người. Đấy, có gì thì mọi người alo cho bên mình để phối hợp giải quyết nhé. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà các bạn cứ nhận hàng bừa không chịu xem hàng rồi báo mình bị này bị kia nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.